Ngày đua đầu tiên tại Điện Biên đã kết thúc với những xích mích từ đội cam và đội hồng. Liệu họ có thể làm hòa và tiếp tục với những thử thách tiếp theo? Và liệu các đội khác có tận dụng được cơ hội này để tìm kiếm vị trí tốt cho mình tại tấm thảm về đích? Tất cả sẽ có trong 45 phút tiếp theo của cuộc đua kỳ thú Việt Nam. Thư tiếp theo. Bắt đầu một ngày mới, các đội chơi sẽ phải đi bộ tìm ngôi nhà lâu đời nhất trong bản bó để nhận mật thư tiếp theo. Tiếp đó, hai thành viên của đội chơi sẽ phải ôm hai chú dê từ chuồng di chuyển đến điểm đánh dấu của chương trình trong bản bó. Tại đây, mỗi thành viên sẽ phải đoán trọng lượng của chú dê mà họ đã ôm. Cả hai thành viên đưa ra đáp án chính xác, họ sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Lâu đời nhất. Vâng vâng, chú chỉ cho con với. Chú chạy được không? Đâu hả chú? Chú chạy đi chú. Chú chạy đi chú. Đây chú, chú chạy nhanh vào. Có dấu hiệu chỉ đường kìa. Ôi trời ơi. Ôi dê mẹ ơi, tránh ra. Trời ơi, em đóng vào nó chạy ra mất. Cũng chặt, đừng để nó quá cô nè, để nó ngã nha. Ôi, nặng thế. Ôi. Rồi đi qua các cái nhà người dân, Hoàng Nam cũng vừa bê vừa hỏi. Một con dê trung bình bao nhiêu cân? Rất là khó, bởi vì là trong thử thách có ghi rõ rằng là chênh lệch chỉ được 5 lạng thôi. Còn bây giờ 15, 20 cân thì đúng là không biết là bao nhiêu, thôi thì cứ đoán bừa thôi. 17 ký. 18. Khó nhất là cái điểm đoán ký, như cô không có một cái chút gợi ý khái niệm nào trong đầu là nó khoảng bao nhiêu, cũng có thể là 20 hoặc cũng có thể là 30 ký, vậy nói biết bao giờ nói cho xong. Mà tay Miko thì không khỏe, mỗi lần ôm dê ôm đi ôm về tay thì cũng mừng mừng. Anh ơi bỏ vô nhìn. Mẹ ơi tới giúp con cân con dê này bao nhiêu ký. Mật thư. Lộ trình. Mật thư. Chị cho em hỏi là ngôi nhà lâu đời nhất là ở trong bản bó là ở đâu ạ? À? Chị ơi, chị có biết ngôi nhà nào mà cũ nhất và lâu đời nhất bản này không? Anh cứ xuống lấy bản chứ. Rồi, cảm ơn. Có ai nhà không hả? Núp xuống, núp xuống. Theo mũi tên nó lại đi nữa chị ơi. Nếu là theo hướng mũi tên. Có nghe. Ai anh? Như em bé này. Cô, cái nhà lâu đời nhất của bản báo ở đâu cô? Ở nhà mình á?
Ở đâu ạ? À? Nhà bên kia kìa. Bên kia? Trời ơi, sao bác? Ai chết 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 chết. Chết chết. Rồi rồi rồi, quay quay. Ha. Đứng lại, đứng lại. Đó, đi. Đóng lại giùm em nha, để nó đi với anh. Bốn con bác, bốn con. Tôi đoán con này 25 cân. Con này bao nhiêu cân anh? 22. Bạn nói sai rồi, hay là anh quay lại. Đầu óc hai đứa hoàn toàn không có cái khả năng đoán ký về. Đừng 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 đừng. Anh đi theo mũi tên ấy. Em nói bao nhiêu cân? Hai. Khoảng 35 cân. Dê con ơi, dê con ơi. Sợ nhất là có bắt được nó hay không, ở đây có nhiều con nó chạy nhanh lắm. Mình thì không sao, nhưng mà Giang thấy Giang cứ lây hoay, hì hụt, ôm hết kiểu này tới kiểu kia. Hai anh con lượng. Thì anh bắt con kia đi, anh cầm con làm gì? Con này của em à? Con dê nó cứ kêu, nó tìm cái nó chạy này. Rồi có lần Giang tóm hai chân của nó quay đi như thế này. Lại đi, chạy, chạy, chạy. Mệt thư. Mệt thư. Mệt thư. Lộ trình. Cho em hỏi nhà lâu đời nhất ở cuối bản ạ? À? Vâng, em cảm ơn nha. Ba mươi ký. Trời ơi. 22 cân. Con này khoảng 17 cân. Người nặng như thế. Giang nhìn thấy các đội khác bắt đầu lóc cóc đọc sai số và mê con dê lại nhưng mà tôi chết rồi. Còn này thì đời em xong rồi, nếu mà mê con dê béo như thế lại như thì không còn gì để bàn nữa. Dừng lại. Lần trước cầm thì bọn mình bê sách ấy, thì cái chồng sách để có 25 cân, còn hai đứa bê chật vật như thế thì hình dung 25 cân nó phải nặng như thế nào. Thế thì nếu bây giờ mà con dê như thế thì không, liệu có đến 20 cân không? Thì nghĩ là không đến. Anh Chris cũng thống nhất như vậy. Từ đó con dê cân nặng là 17 kg. Lúc đặt con dê, hai con dê cạnh nhau thì thế con dê của Giang lại béo hơn một tí. Thế Giang nghĩ là nếu mà béo hơn một tí thì là béo hơn khoảng 1 cân thôi đi. 18 cân. Trời ơi, lúc mà thấy mặt thư mà mình không thể tin vào mắt mình được. Vừa... Chúc mừng hai bạn nhé, hai bạn hát con đã thành công. Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn con. Bếp Hoàng Cầm là một loại bếp giả chiến được mang tên chính người phát minh ra nó. Bếp này có công dụng làm tan loạn khói bếp nhằm cho quân thù không phát hiện từ trên cao. Bếp này được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở lộ trình này, các đội chơi phải học và làm một cái bếp Hoàng Cầm. Sau đó họ phải nhúng lửa và đun sôi một nồi nước. Xong nhiệm vụ này, họ sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Anh ơi, anh cho bọn em đến khu di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên ạ. Từ từ để cho nó đái đó. À, bà Dung ơi, cẩn thận. Má khổ em không? Đó này. Ngoài á? Ra ngoài. Đi ra ngoài. Nhấc ra ngoài. Chụp sừng lại, đúng rồi. Đừng có túm lông, chụp sừng lại. Con dê vàng của Trang là 19,3 cân. Con dê đen của Hiếu là 17,2 cân. 33 cân rưỡi. 32 cân. 19 hả? 19 cân rưỡi. Con này 17 cân rưỡi. Hai kia đều đáng sai ạ. Đây dê vậy. Mười bảy cân. Mười chín.
Cả hai anh chị đều sai. BG đến lần thứ tư thì Lan Trinh bị đau chân. Và Lan Trinh có nói với Hoàng Nam rằng là em không thể về được tiếp. Hỏi xem bỏ cuộc mất mấy chờ bao nhiêu phút. Cứ hỏi bao nhiêu chút này. Ngày hôm qua mình ngâm nước rất là lâu. Rồi ngủ không được nên đau chân. Thế là sáng bê dê, bê đi bê lại 4 lần. Thấy rõ ràng là có tác động giảm không được. Cái này mà bỏ cuộc thì mất bao nhiêu phút? Thà ngưng cuộc chơi, bảo toàn sức lực và để nghỉ một tiếng như vậy còn hơn là mình vẫn tiếp tục. Em quyết định nào em cũng chịu. Thôi bỏ cuộc. Thôi bỏ cuộc. 19. Con này của chị 15. Dạ hai anh chị đều sai ạ. 15 năm. 22 cân. Chắc hai anh chị có một người đúng. 20 kg. 19,5 kg. Đúng không? Đúng không? Dạ hai đều sai. Sang đoán em bé này 18,7 kg. 19,6. Mẹ Duyên ơi. Cố lên. Làm việc của Đại Tường Võng Liên Giáp. Đây đúng không anh ơi? Cứ chừng đầu nha. Anh phải thật anh cao hơn. Khi rồi anh ơi. Ok. Anh ơi. Đến được với Hoàng Cầm, hai đứa lại leo lên, lại nhìn thấy bếp, thì thầy người hướng dẫn rất dễ thương, bếp rất dễ làm. Thì lại vẫn ung dung công chiếu hoàng tử, ung dung xây bếp là đẹp, đục lỗ xinh. Không sâu lắm đâu anh nhá. Để em sang xem. Thầy hát sang bên này, hát sang bên này. Anh tức là cái khoảng cách giữa cái lỗ với hai bên ấy, hai bên nó càng rộng, cái lỗ nó càng sắc. Con này 18 cân. Chúc mừng hai bạn đã thành công. Em cảm ơn chị em rất cảm nhiều. Chị. 18. Các đội thực hiện rất là nhiều. Mà đội đó thì thực hiện hai lần thì cái này gặp may. Xin chúc mừng hai bạn nhé, hai bạn đã thành công. Như vậy, 19,1. 18 cân bà lạ. Tim đập chân run rồi, tay chân rồi run rời rồi. Chỉ là mình nói ra được con số nào nó là con số thần thánh của mình thì mình mới có thôi. Xin chúc mừng hai bạn đã thành công. Cảm ơn ạ. Không cần, anh cứ đào sâu rồi với em chọc, có cách chọc vào cho anh. Sâu nữa. Nhưng mà sâu quá nó có ra hơi không? Ôi trời ơi, cần luôn. Đây, cái chân nào vào đây. Đấy, đập chân đi. Ok. Đi. Con này 16 con 2. Con này 16 con 2. Con này 16 con 16 con 4 rồi. Con này khoảng 16 con 4. Đội vàng lại một lần nữa. Từ vị trí áp chọn và có thể vượt qua một người khác. Mình tiếp tục lên xe đi tiếp. Tôi đoán con này 17 con. Xin chúc mừng hai bạn, cảm ơn. Khu di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên nha. Dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Thành công được. 17 cân. Con dê này khoảng 18 cân. Xin chúc mừng hai bạn đã thành công. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Thưa sát thủ, con lấy cái năng hung ra quạt thì phải flow thôi, thì nước chưa hơi nước ra hết bên ngoài, chứ không biết phải làm thế nào thì một lúc lửa lại tắt.
ăn nhưng mà không có nát đậy vào thì bao giờ mới sôi. Trời ơi, cho nó nóng đi, còn đẩy cối luôn nè. Ngay tay lên nào. Ủa nhanh vậy. Đúng là Võ Nguyên Giáp. Đến khi tám đội ập đến, ôi giời ơi, và một sân đầy áp các đội đào đào quét quét rất nhanh thì hai đứa mặt cả nét vào. Chưa mà không? Mình cũng biết là biết phòng cầm là cái bếp được sử dụng trong kháng chiến để chống cho địch không thể phát hiện ra được cái khu vực của đội ba. Nên là mình biết là nó sẽ có một cái đường thoát khói ở dưới đất. Đến đó thì mình càng hình tượng rõ hơn là phải làm những cái việc gì rồi. Này giống hồi con nhỏ đi đào ếch. Đào ếch cũng giống như nào. Nhưng mà đất ở đó là đất sét, còn đất ở đây là đất thịt. Lấy xe ra đây xúc cái này ra đi cha. Lấy xe ra xúc đất cái này ra. Thử thách chương trình đưa ra khó thì cũng khó, nhưng khó có chìa khóa. Nên không lý do gì để vội vàng hấp tấp cả. Mà nhóm bếp là sở trường của Hiếu. Giao củi cũng sở trường của Hiếu. Vấn đề còn lại là phết làm sao mà cho nó kín kẽ ở sở trường của Trang. Công. Chú ơi, nó công chú ơi. Em chỉ lấy ngôi đi ra. Úp đôi ra. Lấy đôi này ra con. Lấy cái dao. Chặt đôi ra. Mày qua nó mới nứt cái khúc đầu. Úp xuống vậy chứ. Cái này chị đào nhẹ nhẹ được mà. Cộng đồng thì nó mới đốt lên được. Cái nồi khói nó mới lên cầu kia, hiểu không? Cái gì em nhìn một lần em nhớ rồi, không còn nói nữa. Mình đưa nhiều củi vô quá, nó lại không có cái không khí để mà để cho lửa nó cháy thì phải lấy bớt ra. Nó lại hiểu quạt này. Thế thỉnh thoảng mình sốt ruột thì lại nhấc cái nồi lên xem là có cháy không. Mọi người không hiểu là hai đứa làm quái gì trên đó. Hình như định nấu cơm mà sao. Quạt đi đừng có khó như chuyện nhỏ thế. Quạt đi. Cho anh nước. Thế đang bóc đi. Quạt đi. Bọn nó lên đến đỉnh rồi. Mày nghe, một phút nữa. Tự dưng lửa nó lại bùng lên. Lửa to lắm. Thế em cứ hét lên rồi, ôi anh ơi lửa to lắm. Lửa to quá, trong khi cái đội kia chưa đốt được lửa. Mặt cũng hoang mang lắm. Cô Tô Anh ạ. Anh, lửa nó rất là to to nhá. Nhá. Này, lửa rất to. 4, 3, 2, 1, rơi đi. Cảm ơn anh. Các đội chơi tiếp tục di chuyển đến khu vực được đánh dấu của chương trình tại bản Phan 1, xã Pa Khoang, huyện Điện Biên để tìm thùng vật thư đang được đặt tại đây. Mất thời gian cũng lỡ quá. Vụ đã hoàn thành, bây giờ là chờ cho nó sôi lên. Cứ đẩy vô từ từ. Chứ bây giờ lá mình không nhét vô được nữa. Ở dưới được, lót ở dưới nè, lót ở dưới từ từ đẩy vô. Nước nó xanh sôi rất là lâu. Đang trên thấy anh bỏ củi là nhiều quá. Chỉ ở bên trong nó không có cháy được. Nó ít tí, không cháy được. Nó chỉ cháy bừng bừng ở ngoài. Nhưng mà anh giận, anh
muốn anh không muốn anh quyên góp kiến vào cái phần nhóm lửa là cái ta tự tin đó là kỹ năng của anh rồi. Là tôi cứ nói cái điều mà chắc hẳn là tất cả mọi người đều biết rằng là để đủ nhiều sẽ là bị kiếm khí, cái điều đó chẳng lẽ Hoàng Nam biết. Nhưng mà cái chiến thuật Hoàng Nam không phải là đun ở trong đó mà rất nhiều cái thanh ở ngoài và mình bùng cháy ở ngoài và mình bắt đầu mình thổi lửa vào. Nói ra bây giờ chắc toàn là điều tiêu cực. Nói cho tôi quạt lửa vào đó. Mà Thư, hai sự lựa chọn cho các đội chơi ở lựa chọn kép lần này đó là quân và dân. Với quân, đội chơi sẽ được làm quen với công việc hết sức quen thuộc đối với các chiến sĩ trong thời chiến, đó là đào công sự. Với nhiệm vụ này, đội chơi phải đào một cái hào công sự với chiều dài 3m, chiều rộng 0,8m và chiều sâu 1m. Hoàn thành xong nhiệm vụ, đội chơi sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Với dân, đội chơi phải tìm cách chất 4 bao gạo này lên xe thồ, sau đó tải đến nơi quy định của chương trình. Hoàn thành xong nhiệm vụ, đội chơi sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Bọn em chọn dân ạ. Dân dưới này, ôi. Dân đây. Xa dưới này. Lửa cháy rất nhỏ vì lý do thiếu oxy. Rồi cuối cùng tự nhiên vừa làm thì hai đứa chúng tôi vừa lẩm bẩm khấn vái là các vong hồn, các liệt sĩ ở vùng Điện Biên hãy giúp hai vợ chồng làm sao mà lửa vào bùng lên, chứ nấu thế này thì không biết bao giờ mới sôi được nồi nước. Thì lập tức tự nhiên khi thổi vào một cái lửa, bùm một cái, vong hồn các liệt sĩ ở đây đã giúp vợ chồng mình. Rồi, rồi ok. Mật thư. Ôi giời ơi, nước sôi từ 100 năm, ôi giời ơi. Này bên tôi trước nha, bên tôi trước nha ông Long Điền. Chúa. Mật thư. Mật thư. Mang chú. Mật thư. Sôi rồi. Nước sôi rồi. Mật thư. Mật thư. Đây, em căng. Vâng, cảm ơn chú. Mật thư. Anh ơi, bản vang một sát Pa Quang, quyền Điện Biên. Quyền Điện Biên anh em. Mày có không ăn được? Cho em đến bản vang 1 xã Pa Quang, huyện Điện Biên. Mấy lần thơ kia cất hết chưa? Rồi. Cái xe thô thì nhìn mà tưởng là đá một cái nó bung hết cả bánh xe, bánh cọ ra. Mà bốn cái bao tải đến là 160 cân mà xếp như thế nào? Khi mình nhìn thấy cái xe thô thì nó có một cái cây chính giữa và một cái yên sau khá rộng, thì mình đã nghĩ ngay trong đầu là bốn bao thì mình chỉ để được hai bao ở đằng sau, rồi nó có một cái thùng sắt ngang phía trước thì mình có thể chồng hai bao lên và mình phải buộc dây thừng lại chặt. Thấy cái bẻ lái lên nha, cái dây bẻ lái dưới đó kìa, rõ chưa? Cái đùm rất nhỏ, có những lúc nhìn lật được phía trước mà gian định là có khi là đổi để chọn két, không thể nào đi qua được. Cứ ăn sao lại tới rồi, phải lên. Của đá này. Phải lên. Cuối cùng thì cái nồi nước nó cũng sôi, nhưng mà là đội thứ 7 kết thúc được cái nhiệm vụ đó với một tâm lý lại căng thẳng hơn. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chú rất là dễ thương. Cảm ơn chú ạ. Củi trước này tất cả nào cả. Nó phải tắt tận 2-3 lần, nội củi vàng thì vẫn cháy dầm dập. Cái là nồi nó không sôi, hiểu chưa? Bởi vì ai là người múc quá nhiều nước? Bạn trẻ. Sôi rồi em ơi, sôi rồi, đi. Nhìn Mật Thư đi. Mật Thư. Em đi nhanh nhất và an toàn nhất, đúng luật nhất cho anh nhá. Qua luôn nào, qua luôn nào. Nhưng mà giờ hôm nay khi mà đẩy bao gạo thì rất là đuối, cơ thể mình khá là mệt mỏi. Để qua ngoài, để ra ngoài. Rồi lên anh nghỉ nha. Tôi quyết định lựa chọn là quân. Đỗ Cam chọn là một thằng quân. Tôi không muốn là chọn quân. Chúng tôi chọn dân.
đi nào quân. Ha ha, hãy chiến đấu với tổ quốc. Vô. Quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Cảm thấy yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu tổ quốc. Trang biết mà, hiếu có sức khỏe và hiếu có kỹ năng đào đất. Nhìn cái lúc mà làm lo biết rồi. Ông xúc đi, tôi được quốc đây cho ông xúc nào, tôi dễ hả? Ông đi đang ở đâu nhìn cứ phải đẹp. Lẹp. Con lại các chiến sĩ nha, con đốc của các chiến sĩ xương cốt thì các chiến sĩ phù hộ cho con bay như gió. Cột hết được sợi dây tốn khoảng là 15 phút, nó đổ cái ào. Hai ba. Lên. Chúng tôi lựa chọn dân. Vậy thì đội vàng chọn dân. Từ từ. Cái dốc đấy nó cao 3 mét thì anh đẩy lên kiểu gì? Thế ra mày nói là bây giờ phải bỏ báo gạo ra. Bỏ ra rồi đẩy chứ không đẩy không được. Anh cứ đi không? Sao ở đây chứ? Không được đâu nhá. Chắc chắn là không được ở đây nhá. Đang xuống nhưng mà bây giờ nghe một lần nữa thôi. Bỏ ớt gạo ra đi, mà xin vào đỉnh đây này. Không ai lấy của anh gạo của anh hết, nghe em. Không đủ số lượng cân nặng các ba gạo đó chết, sẽ phải quay lại dùng xếp hồ để đẩy thêm số gạo đã bị hao hụt. Đúng không? Thế để mình làm hai chuyến, anh còn lên được, anh đứng lên sao anh lên được? Để gạo xuống đi. Cảm ơn hai bao. Nghe em. Hai ba một. Nhẹ hoàn toàn. Mọi người lưu chuốc được đến 80kg ra thì nó nhẹ như thế nào? Thì lúc đấy hai cái đầy. Một hai ba hụt một phát là toàn nước. Từ bước à. Sắp đến điểm nghỉ rồi anh ơi, cố lên. Sắp đến điểm nghỉ rồi. Thấy không? Thầy bảo bớt ra. Người ta bảo thiếu thì mình được quay lại. Lấy xe thô quay lại chở tiếp. Okay. Tiếp đi. Tiếp tục lên một cái dốc có 2 mét nữa. Tiếp tục một cái dốc cuối nữa. Nhìn cái điểm đó. Ok em cầm dây thừng cho anh dắt xe đi. Ra. Xuống. Giờ sao cho anh chỉ vậy? Cách thắng đi rồi. Chị mới tự tin đi được. Một cái chân đằng trước, một cái chân đằng sau. Thắng bằng chân của mình đó hả? Ừ. Chị hiểu không? Giống như chị đứng thế thôi. Đứng tấn thôi, bình tĩnh lại. Ok. Đi, được không? Đi. Thế giờ thử thách này thì Hoàng Nam có một cái sáng kiến cũng rất là nhanh, tức là hai bao tải sẽ để ở phía sau yên sau, còn hai bao tải sẽ để qua hai bên gióng xe. Ôi trời ơi, cái đội Vàng ơi. Vàng ơi. Ở lộ trình di chuyển này, các đội chơi sẽ phải tìm đường đến căn cứ địa quy mô nhất của quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Tại đây, họ sẽ được cung cấp trang phục và những dụng cụ cần thiết. Sau đó, họ sẽ cố gắng tìm cách để trao cho đồng đội của mình một lá cờ. Hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Ôi trời ơi, đảo đất mệt quá, mệt quá. Rồi anh sang đây đi. Ngon rồi. Cuối cùng vậy, sao bắt đầu em lại bốc. Đâu anh? Mệt chưa chị làm sao? Nghỉ tí đi. Như vậy.
trong lúc đào thì giống như là Điền Dung đào một đào vô gọn, đào vô một cái vật cứng, mà cái vật cứng nó phát lên cái âm thanh giống như là chạm vô một cái cục sắt á. Cái gì? Dung đào cho làm cái bùm mi vô. Trời. Vâng. Bạn tôi chết ơi. Không đùa nhá. Bạn tôi chết người em chết ơi. Nó đồng cái cụp luôn, cái này không biết cái gì nha. Không đùa. Cũng có cái nguyên nhân mình nghĩ nó là chơi bơm, nhưng mà đào lên sau nó là cục đá dài vậy nè, gọi như cục khoai mì á. Sợ nó nổ. Lấy. Hoa dốc này là mừng rồi. Ngay cái chỗ con dốc á thì khi mà đẩy lên 3-4 lần rồi nhưng cảm thấy là không thể nào được. Nó cứ lên xong nó tụt xuống mà rất là sợ là xe sẽ bị ngã xuống. Lên đi. Em đang đỡ. Thì đừng buông. Không nổi nữa em ơi. Nhìn trên bên đường á, nó có một cái sợi dây thừng bị vất lại. Thì suy nghĩ ra liền là có nghĩa là đội đằng trước đã tháo ra và bỏ bớt cái bao xuống và để đi tiếp tục lên. Thì mình thực hiện ngay cái nhiệm vụ đó là mình tháo bớt hai cái bao gạo xuống và chở hai bao gạo lên. Mà Thư. Mà Thư, cảm ơn anh. Ok. Đâu? Mà Thư. Ok. Mà Thư. Rồi. Rồi. Mỗi việc gì mà cũng nặng độ. Bị chặt này. Cảm ơn Mật Thư. Ai có bên kia? Bên kia cố định mà, anh chạy qua. Ok. Một bên là cái dây cố định cầm cờ, còn một bên là có một cái dây có thể co giãn được, mà phải gặp nhau trong cái khoảng cách là ngắn nhất để mà có thể chụp cái lá cờ của cái người đối diện. Anh đang chịu nè. Anh không xuống nữa, nữa. Xa lắm, anh phải vào. Chạy lên. Mau xuống đúng rồi. Bám vào hòn đá kia anh đi, có hòn đá. Cứ không hiểu cứ. Em đi lần tới thì em cố lên nữa đi. Bây giờ cơ, em mà lỡ. Cô sao giờ? Đây người ta có sao có giãn đâu, cố định ở đây không biết đứng vẫy vẫy này, không lấy được thì lấy, không lấy được thì cũng chịu, thì bó tay chứ làm nào. Ông này thì đây có giãn mà không xuống được thì cứ bác người ta cố thì cố gì. Ban đầu thì mình tính là mình có thể dùng những cái dây thồ để chất bạc đâu gạo cho một cách nào đó cho nó nhẹ hơn, có thể đẩy được một lúc 4 bao lên, càng lúc càng mệt, phải bỏ bớt 2 bao xuống, còn 2 bao còn lại vẫn rất là mệt. Rồi hơi cuối cùng xài cách đơn giản nhất là một bao, không cần ràng dây, không cần hết. Anh thì giữ tay lái, còn anh thì cứ đẩy hiền hụt hụt lên. Em quay đầu xe. Anh thì đầu xe là anh dẫn trước, và vì có vẻ đang áp chót, nên là anh là phải cố gắng quyết tâm đẩy lên bản chốc thôi. Qua là xong. Đi. Không đi nổi, bỏ 2-3 xuống. Thôi. Em không được. Ước chế cái không nói không chịu nghe. Làm mất sức thời gian nữa. Ừ, lúc đấy nữa ai nói ai không nghe. Là gỡ. Cuộc này gỡ. Đôi lúc anh cũng mong là đội mình phối hợp ăn ý hơn, nhưng mà khổ nỗi là cứ mỗi lúc mà áp lực lớn lên thì cả hai đứa lại càng cứng đầu. Em bị xuất ra đấy này, xuất ra thì sao? Nãy giờ người ta để lên vai, chưa gây vai thì thôi. Ở đây mà xuất ra, tí một cái chị mồm đi. Thế lúc mày nói không ngừng thì sao? Buồn cười. Thế chị không nói không ngừng thì sao? Đúng cái đồ.
Đâu cái gì? Con rất là giỏi, bây giờ lùi ra đã. Chị con cố sức đấy. Bây giờ phải quay cái bánh xe sang bên này để mà lùi sang bên này được. Đi lễ rừng tôi để. Em xuất ra đây này. Xuất ra thì sao? Nãy giờ người ta để lên vai, chưa gây vai thì thôi. Ở đây mình xuất ra tí một cái kệ. Thấy đội xe lái cứ băng băng thản nhiên dễ dàng đi ngang qua mình thì anh thấy hơi có phần ghen tị, bởi vì thấy hai bạn đấy ăn ý quá, mặc dù là xuất phát gần như cùng một lúc. Không hái nổi luôn. Trinh dắt hay là kia? Mệt thư. Mình cố hết sức để lúc đó anh em nhủ nhau là làm sao để không về chót. Thả cái hai bao gạo đầu tiên xuống ấy, thì anh thấy hai tờ giấy lựa chọn kép nằm đấy. Thì cũng không rõ là mình làm rớt hay là sao, nhưng mà cứ cẩn thận để nhặt lên. Chạy được không em? Em không chạy nổi. Hết rồi. Nhét vô đi em. Xuống thôi đi, nghỉ đi. Mật thư. Hồi nãy là có một đội làm rớt mật thư, không biết đội nào. Từ lúc đi taxi ra anh đã cảm giác là thôi chết rồi, có khi lần này mình bị loại rồi. Thì bây giờ cái mà mình nhặt được đấy là giống như là tấm vé để giữ mình lại. Cái này là cứu sống bọn em nha anh. Cái mật thư mà mình rớt đi nha. Không, không kéo được. Làm vào cái viên đá đây. Không kéo được, đứt rồi. Không phải vấn đề là hết chỗ rồi. Trong tất cả các bạn nam bây giờ chỉ có Hiếu cao nhất. Trang cũng chỉ cao thua Trang Khiếu 6 phân. Thì lý do gì tại sao hai đứa lại không tới với nhau? Cố lần cuối, chân trụ vững. Tôi đã chọn sai vị trí khi mà lẽ ra tôi phải là người đứng ở vị trí có cái dây đàn hồi phía sau để tôi dùng lực của tôi chạy xuống được đến đáy của cái hố bộc phá, thì chúng tôi đã chọn nhầm. Được chưa? Đây rồi. Vừa lấy được dây đang cất tất cả một lần tôi hất ra thì cái thanh đứng lên tay với tóm được và còn xong thì thay được luôn. Nhắc đến Điện Biên, chúng ta không thể không nhắc đến những địa danh gắn liền với những trận chiến lịch sử như khu Him Lam, Hồng Cúm, Mường Thanh và đặc biệt là ngọn đồi A1, nơi đã diễn ra trận chiến lịch sử kéo dài 39 ngày đêm. Ngày nay khi đến với đồi A1, với những chiến tích còn sót lại như đường hầm, xe tăng, hố bộc phá, chúng ta có thể hiểu được phần nào những khó khăn gian khổ của các chiến sĩ để giành được độc lập tự do ngày hôm nay. Ngọn đồi A1 sẽ là điểm về đích tiếp theo của trận này. Đội cuối cùng điểm danh tại tấm thảm về đích có thể sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Xin chào đội Hồng, xin chào Hương Giang và Chris. Xin chào hai bạn, chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Trận đua ở Điện Biên Phủ này là một trận đua khá dài. Nhưng mà ngày hôm nay khi về đích thì cảm thấy Hương Giang rất khỏe và còn tươi tỉnh. Và xin chúc mừng hai bạn, đội Hồng là đội về đích đầu tiên. Xin chúc mừng. Không nổi đâu, thôi lên nhá. Ấy. Thử lần đầu hơi bị nhẹ, chưa tới. Chạy nhanh xuống và bật thật mạnh ra lấy đất cờ. Lần thứ hai cũng không được. Thì bạn dưới nó còn một phút nữa để đứng ở điện thở. Thì suy nghĩ một lần một, không có lần nữa. Yeah!
Dạ. Thank you. Cảm ơn anh. Chào cơ. Với hết tay luôn chụp lại cái cờ thì lúc đó cảm thấy rất là sung sướng. Cảm ơn anh. Mời. Âu, xuống một cái veo, mình lấy được luôn. Hai đứa vượt qua đơn giản. Hey. Thôi cảm ơn anh. Mật thư. Một tay. Cố lên. Ok. Để một tay vào dây, không được vượt cái cờ. Được chưa ạ? Nhanh nhanh, không vấn đề gì hết. Cảm ơn anh. Mật thư. Nhanh. Trượt xuống thôi, trượt xuống. Nhanh. Sao dây lại vướng? Anh đưa cờ cho em. Đưa kiểu gì? Dừng dây, lẹ lên, lẹ lên. Nếu mà đơn giản này thì các đội khác đã có từ lâu rồi. Thôi không kịp đâu. Chân đâu? Giơ chân lên. Không được, phải dùng bàn tay, trực tiếp bằng tay. Không chịu nổi. Dưới bên kia bị giật lại à? Đứng theo đôi đó. Xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và bây giờ Huy Khánh xin thông báo đội đó là đội về đích thứ hai. Sơn Ngọc Minh và Min, hai bạn là đội về đích thứ ba. Xin chào Trân Hàng và Hiếu, xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và Huy Khánh xin thông báo ở trận đua này hai bạn là đội về đích thứ tư. Không gì chị? Xin thông báo với đội Sơn Dương, ngày hôm nay hai bạn là đội về đích thứ năm. Yeah. Cảm ơn anh Huy Khánh. Mật thư. Lên nữa đi. À rồi. Anh đau. Anh biết rồi. Anh biết rồi. Nhưng mà mình không còn gì nữa mất cả. Mà em lên tí nữa đi. Yeah. 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 Rồi. Yeah. À. Xin chào đội tím. Chào anh. Xin chào Kim Thanh và Khải Anh. Và bây giờ Huy Khánh xin thông báo đội tím là đội về đích thứ sáu, xin chúc mừng hai bạn. Yeah. Yeah. Cảm ơn. Xin chào Lan Trinh và Hoàng Nam. Xin chào anh. Xin chúc mừng hai bạn, cuối cùng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và có lẽ là ngày hôm nay là một trận đua khá mệt, cho nên Khánh thấy hai bạn rất là bơ phờ. Và bây giờ Huy Khánh xin thông báo đội xanh lá cây của Lan Trinh và Hoàng Nam, hai bạn là đội về đích thứ bảy. Nhưng trong trận đua này, hai bạn đã đánh rơi một mật thư. Với lý do đó, hai bạn sẽ bị phạt 30 phút. Hoặc là hai bạn phải quay lại tất cả các điểm đua để tìm mật thư đó. Hai bạn phải chọn để tập cho mình. Vậy thì Huy Khánh và hai bạn cũng sẽ quên. Đội xanh lá cây ngay từ đầu là bàn ra là anh Nam sẽ giữ một cái túi đeo trước ngực. Và lúc nào cũng nhắc nhở nhau là mật thư đâu hả anh, mật thư ai cầm. Luôn giữ rất là kỹ. Mà đấy, hôn 3 năm dài 1 giờ không, 1 giây. Đừng có lại. Muốn chơi nữa. Anh ơi. Không được rồi. Cảm ơn. Mật
tại mình phong độ tốt mà. Ngày hôm nay gặp chị thôi. Xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tâm thảm thời đất. Ở chặng đua này, trong lựa chọn kép, đội vàng đã nhặt được một mật thư của đội xanh lá. Và chính vì vậy mà đội xanh lá đã bị phạt 30 phút. Nếu như đội vàng quyết định trả lại mật thư cho đội xanh lá thì đội xanh lá sẽ được đi tiếp. Nếu như hai bạn không trả mật thư cho đội xanh lá, điều đó đồng nghĩa với việc đội vàng sẽ là đội dẫm thảm trước. Và bây giờ Huy Khánh sẽ cho hai bạn ít phút để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng hy vọng một chút là đội vàng sẽ trả lại cái mật thư đó, bởi vì đội vàng với đội xanh lá thì chơi rất là thân. Đội xanh lá là một đội mạnh, nhưng bên cạnh đó họ cũng rất dễ thương và dễ gần. Biết rằng là cái việc mà loại họ là nằm trong tay của đội mình thì Trang cũng hơi khó nghĩ. Trong đời đối với những quyết định rất là quan trọng như thế này thì bây giờ anh nhạt thật, anh phải chán quyết định. Cái gì, nếu mà mang tiếng là người xấu thì anh sẽ là người xấu. Coi như là em bị bắt buộc theo thôi. Lựa chọn nào thực ra cũng có giá phải trả, một là đội mình, hai là đội bạn. Có thể là rất khó khăn đối với đội vàng. Họ sẽ phải đối mặt với tất cả những cái kết quả khi mà họ đưa ra quyết định. Và bây giờ Huy Khánh muốn nghe quyết định cuối cùng của đội vàng. Xin mời hai bạn nói lên quyết định của mình. Đội vàng sẽ không trở lại vì đội vàng muốn tiếp tục được đua. Và Huy Khánh xin thông báo đội vàng là đội về đích thứ 7 trong trận đua này. Xin chúc mừng hai bạn. Lê Trinh đã hy vọng là anh Huy Khánh sẽ nói là vòng này không lọt. Đội xanh lá là đội về đích cuối cùng ở trận đua này. Và điều đó đồng nghĩa với việc đội xanh lá phải dừng cuộc chơi tại đây. Xin cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Xin chào và chúc cho hai bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống của mình. Đến hôm nay thì nói thật là đội xanh lá cũng đã cố hết sức và có thể là may mắn chưa mỉm cười với đội xanh lá, nhưng mà hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ thấy được rằng là đội xanh lá luôn luôn cố gắng. Tiếc thì cũng có tiếc, nhưng mà mọi sự đều có ý nghĩa nữa. Hy vọng rằng thời gian sắp tới Nico và cả anh Hoàng Nam sẽ lại bước vào những cái chặng đua của cuộc sống của mình, nên rất là hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái công việc sắp tới của anh Hoàng Nam.